Hello guys, cô Bé Phương xin chào tất cả các con Chào mừng các con đến với buổi học livestream buổi tối ngày hôm nay cùng với cô Phương ạ Các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta hôm nay mùng 6 tháng 4 Và hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì uh, Sở Hà Nội đã tổ chức cái bài thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay Và đây là một cái đề thi rất rất là hot và có rất rất nhiều các bạn học sinh thi một cô phư đã thử sức vào cái đề thi này chiều nay và các bạn đã gửi đề cho cô phư và thi một cô phư đã nhanh chóng có được cái đề này và đã gõ lại một cái file pdf cực kỳ là xịn sò như thế này cũng như là cô phư hôm nay thì cũng dành thời gian để chữa cho chúng ta thêm một cái đề nữa một cái đề nữa trong khóa ngân hàng đề của chúng ta mình sẽ áp thêm cái đề này vào là một trong những cái đề mà để chúng ta có thể tham khảo cho cái mùa thi năm nay và với cái đề thi này thì khóa cô phư chúng tủ idiom này Dạ, yeah. chúng ta có một cái y điểm mà ở trong khóa Pro và M Plus của cô Mai Phương ạ. Dạ, khóa Pro M Plus là khóa mà cô ôn luyện từ vựng tích cực và luyện rất nhiều đọc điền đọc hiểu để nhằm cho các bạn Pro và Plus để các bạn ấy có thể là đạt được cái điểm số gọi là 90 trong kỳ thi. Chính vì thế cho nên là cái việc mà trúng tủ y điểm nó là một cái điều gì đấy mà rất rất là may mắn và vui với Pro M Plus. Tiếp theo là À, bài đọc hiểu năm câu hỏi thì ở trong khóa ngân hàng đề thi của chúng ta đó là cái ngân hàng đề thi chúng ta có cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và với cái mã đề thi như thế này mã đề thi ts hai 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 ạ và từ vựng cùng trường nghĩa thì cũng là cũng có ở trong cái khóa luyện giải đề uh, với mức độ 8 cộng và cặp từ dễ nhầm lẫn của chúng ta cũng có ở trong khóa ngân hàng đề Đấy, với cái mức độ gọi là rất là trúng tủ như thế ở trong khóa của cô mai phương thì cô tự tin là chúng ta chỉ cần học khóa của cô đấy ạ là chúng ta có thể đi thi và mình sẽ tự tin là mình sẽ trúng tủ rất là nhiều trong đề thi và đạt được điểm số cao Rồi. hiện tại cô phương đang có khóa vip 90 plus đấy ạ là cái khóa mà chúng ta sẽ học livestream mỗi ngày ở trong nhóm ở trong viên uh, web, website độc quyền của cô phương và mình sẽ được vào một cái nhóm kín để hỗ trợ đặc biệt cho chúng ta cho cái chương trình thi năm nay và đến bây giờ những bạn nào mà chúng ta vẫn còn chưa có khóa vip 90 plus này thì chúng ta inbox page của cô mai phương đấy ạ chính là page này nhá đây là page độc quyền duy nhất của cô phương ạ à, chúng ta sẽ um, inbox page để mình vào cái khóa VIP 90 Plus này mình đăng ký học giúp cô cái khóa này nhá để mình học livestream mỗi ngày cùng với cô với cô từ giờ cho đến lúc thi ạ nhá và khóa này có rất nhiều những cái đề mà rất là sát với đề thi và đặc biệt là cái khóa ngân hàng đề này cũng là nằm trong Promo Plus nhá à, cũng là nằm trong VIP 90 Plus thì cái khóa ngân hàng đề này của chúng ta là sẽ có rất nhiều những cái đề thi và cụ thể là cái đề sở hà nội này cũng sẽ được cập nhật vào trong cái khóa ngân hàng đề này <laughs> trong khuôn khổ livestream ngày hôm nay thì cô ấy chữa chúng ta 33 trên tổng số 50 câu hỏi của cái đề thi này đấy chưa nhá 33 trên tổng số 50 câu hỏi của cái đề thi này sẵn sàng chưa nhá rồi, còn những bạn nào mà chúng ta muốn có được cái đáp án chi tiết của cả 50 trên 50 câu thì mình vào VIP 90 plus, mình vào cái khóa ngân hàng đề ở trong VIP 90 plus ạ. Thì nó sẽ có cái đề Sở Hà Nội ở trong này. Ok chưa? <laughs> này, bây giờ thì cô sẽ bắt đầu chiếu chúng ta vào câu hỏi số 1 của cái đề thi ngày hôm nay, đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Sở Hà Nội nhé. Rồi. Đề thi rất là nóng bỏng luôn vừa mới thi chiều nay yeah. Và bây giờ với câu số 1 chúng ta sẽ có như sau ạ. During the lecture yesterday, he stretches. Này, yesterday đúng không? Trong suốt cái bài giảng ngày hôm qua, hôm qua mà dùng hiện tại như thế này thì có mê được không ạ? Nhìn thấy sai ngay chưa ạ? Và cái câu hỏi mà gọi là sai về thì của động từ thì rõ ràng là một cái câu mà chúng gọi là trong format của đề của bộ rồi. Cho nên là ở đây mình rất là đơn giản là mình chuyển cái stretches này thành stressed. Không phải 2 điểm đút túi này rất là dễ dàng này cực dễ luôn này được chưa à, bởi vì là rõ ràng là nó là quá khứ đơn đúng chưa đây là hiện tại đơn đúng chưa hiện tại đơn phải chuyển thành quá khứ đơn trong suốt cái bài giảng ngày hôm qua thì anh ta đã nhấn mạnh thầy đã nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của giáo dục tốt trong cái xã hội hiện đại đúng câu số 2 unappreciative decrease in the number of the unemployed has urged the government to take drastic action immediately Đói. cái câu này thì mình sẽ để ý cho cô ở đây là cái cặp từ dễ nhầm lẫn. Đấy chưa? Và đây cái từ appreciative này có nghĩa là đánh giá cao. Một cái sự giảm đánh giá cao thì nó không đúng ạ. Bình thường cái từ appreciative mình sẽ đi cho cô với lại là cái cấu trúc đó là to be appreciative of. Tức là đánh giá cao cái gì? Ví dụ tôi đánh giá cao cái gì đấy. đấy. chưa? Thì mình dùng cái appreciative of. Nhưng mà một cái sự giảm có tính chất đánh giá cao thì nghe nó ngang quá nhá. Yeah. Mà mình lại có một cái từ gọi là cùng một cái gốc đấy nhưng mà nghĩa nó sẽ ổn hơn khi mà nó đi với từ increase. Đó là từ appreciable. Appreciable. Nhá. Yeah. Appreciable tính từ. Và cái tính từ này nó mang nghĩa là đáng kể, nó sẽ giống như kiểu là từ considerable. Tức là có thể đánh giá cao được ấy, tức là nó có thể đáng kể, Đúng là nó là một cái gì đấy nó rất là đáng kể, nó sẽ giống như kiểu là remarkable. Tức là có một cái sự giảm đáng kể trong số lượng của người thất nghiệp thì đã hối thúc chính phủ là phải có những cái hành động quyết liệt ngay lập tức. Đấy nhá. Và cái cái câu khó như thế nhưng mà nó có ở trong khóa ngân hàng đề của cô Phương rồi. Đấy chưa? Rồi. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ để ý cho cô đó là cái cấu trúc mà hối thúc ai làm gì mình có cái urge và tiếp theo là mình có cái take action take action như thế này đều là những cái cấu trúc mà rất là dễ thi được rồi Sang số 3, each of the books cited as sources are present in the school library. Mỗi một cái cuốn sách mà được trích dẫn như là những cái nguồn ấy thì đều có ở trong thư viện trường. Nhưng mà vấn đề là mỗi mỗi một cái cuốn sách trong số những cuốn sách này ở đây là chủ ngữ số ít bà con ạ. Được không ạ? Cho nên là cái động từ này mình không có thể chia are được mà mình phải chia cho cô là is. Đúng ạ? h of này, h every, cộng với danh từ thì động từ sau đấy luôn luôn chia số ít cho cô ạ, nhá, cái sai cái thật này nó là dạng giảm bệnh đề, đấy, những cuốn sách, những cái cuốn mà được gọi là trích dẫn như là các cái nguồn ấy, thì là có sẵn thì cái này nó lại là cái động từ của cái chủ ngữ này, mà cái chủ ngữ này thì nó lại là chủ ngữ số ít cho nên là cái này mình phải dùng is, với ba câu hỏi đầu tiên thì mình thấy rằng là đề thi của sở hà nội bám rất là sát với lại là format của đề thi của bộ. Yeah. Rồi tiếp tục sư cô sang câu số 4 Ở đây mình gặp một cái ý điểm Và đây là câu hỏi tìm từ trái nghĩa Her parents kept her on a tight rein With their inflexible views Thì đây là bố mẹ cô ấy này Gọi là giữ cô ấy Trong một cái gì đấy chặt đúng không? Với cái quan điểm gọi là không linh hoạt của họ Bây giờ nếu như mình không biết Nghĩa của cái ý điểm này nhá thì mình sẽ để ý là cái mình đây mình có một cái mẹo ở đây là nó mình có một cái gợi ý ở đây đó là từ inflexible views tức là cái quan điểm mà thiếu linh hoạt tức là sẽ giống như kiểu là bố mẹ cô ấy kiểm soát cô ấy đấy chưa và kiểu như là không cho có cái cái quan điểm linh hoạt ấy mà là những cái quan điểm rất là cứng nhắc inflexible nó sẽ bằng với lại là fixed tức là rất là cứng nhắc những cái quan điểm cứng nhắc ạ à. đúng không thì cái này đó là kiểu như cứng nhắc kiểm soát đúng ạ thì trái với nó sẽ là let her lose và let her lose này nhá rất là hay ở chỗ là cái let her lose này let somebody lose nó lại cũng là một cái cụ rất là hay mà nó mang nghĩa là allow allow somebody allow freedom tức là cho phép cái sự tự do cho phép cái sự tự do được đấy tức là bố mẹ cô ấy là không cho cô ấy tự do với lại là những cái quan điểm rất là cứng nhắc của họ đúng không bố mẹ cô ấy kiểm soát cô ấy không cho cô ấy tự do thì đây ra này là sẽ cho cô ấy là tự do thoải mái quyết định theo cái ý tưởng ý kiến của mình này được chưa ok chưa nhá sang câu số 5 thanks to greenpeace campaigns the local people's level of environmental awareness has improved significantly với từ improve nó là cải thiện thì rõ ràng nó giống như là increase better hay là developed nhưng mà câu hỏi này là câu hỏi tìm từ trái nghĩa cho nên là mình dùng cho cô từ, từ decline đúng không có nghĩa là bị từ chối giảm xuống bị từ chối đúng không nhờ có cái chiến dịch của greenpeace thì cái mức độ nhận thức về môi trường của người dân địa phương đấy á, mức độ nhận thức về môi trường của người dân địa phương thì đã cải thiện đáng kể rồi tiếp theo mình đến với phần phát âm giúp câu ạ phần trọng âm ạ chúng ta có device đây là danh từ hai âm tiết nhưng biết đầu là âm tiết nhẹ cho âm nhấn cho cô và âm tiết hai đây là một từ đặc biệt college danh từ hai âm tiết cho âm nhấn cho cô và âm tiết một Vacant, tính từ hai âm tiết cho âm cũng nhấn cho cô bấm tiết một. Factor, danh từ hai âm tiết cho âm cũng nhấn bấm tiết một. Như vậy câu này mình khoanh đáp án A. Và câu này là câu khó. Nhưng mà cái từ device này thì lại trúng tủ ở trong khóa Promo Plus của cô Phư rồi các bạn. Đó. Cho nên là nhá, như những bạn nào mà chúng ta đã học cô Phư từ đầu năm thì lúc này mình sẽ cảm thấy là rất là tự tin vì những cái đề như thế này nhá. Yeah. Câu số 7, futurist. Risk không ảnh hưởng nhá, nó là hậu tố á. Future nó là danh từ cho âm nhấn âm tiết 1. Impressive, save không ảnh hưởng, impress nó là động từ cho âm lại nhấn âm tiết 2. Different, tính từ bám tiết cho âm nhấn cho cô bấm tiết 1. Industry, danh từ bám tiết cho âm nhấn âm tiết 1 cho nên là câu này mình khoanh đáp án B này. Đó. Sang hai câu hỏi giới tiếp xã hội nhá. Tom đang nói chuyện với John. À, bạn cùng lớp mới, bạn cùng lớp mới này, ở trong lớp này. How did you get here? Cậu đến đây bằng phương tiện gì? Cái câu how hỏi how này là câu hỏi là bằng phương tiện gì nhá Thì ở đây là tôi đến đây bằng xe buýt là đúng luôn này Xe buýt quá đông thì không phải nhá Tớ đến là chỉ kịp lúc Có một số bạn chọn đáp án này Nhưng mà không đúng ạ Người ta đang hỏi bằng phương tiện gì cơ mà nó đã là một cái hành trình rất là dài Một cái chuyến gọi là Đó là một cái hành trình dài để đến trường cũng không đúng ạ Và how là cái câu hỏi mà Có thể hỏi về phương tiện Có thể hỏi về cách thức hoặc là như thế nào thì cái này sẽ là bạn đến đây bằng phương tiện gì và cái cách trả lời đúng ở đây sẽ là bằng xe buýt một câu hỏi rất là căn bản như thế này cô tưởng là các con học câu này là từ cấp 2 rồi ấy mà <laughs> sao có rất là nhiều bạn làm sai rồi sang câu số 2 Steve and Tim are talking about drinking water before bedtime Steve và Tim đang nói chuyện về việc uống nước trước khi đi ngủ I don't think we should drink too much water before bedtime nào tôi không nghĩ rằng là chúng ta nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ thì cái câu này là mình sẽ có là đây là một cái statement là một cái nhận định và cái nhận định này thì mình sẽ đồng tình hoặc phản đối cho đó mình nói thêm drinking too much water before bedtime can disrupt your sleep cycle cái câu này nó sẽ quyết định là mình sẽ đồng tình hay phản đối này uống quá nhiều nước trước giờ đi ngủ có thể là gây rối loạn đến cái chu trình ngủ của bạn đúng không thì nó rất là đồng tình bởi vì là nó cũng là tôi không nghĩ là chúng ta nên tức là mình không nên bởi vì là nó interrupt vậy mình đồng tình nhá tôi không thể đồng tình hơn được nữa là đúng này tôi nghĩa rằng là tôi hoàn toàn đồng tình tôi đồng tình lắm rồi tôi đồng tình maximum rồi tôi đồng tình tôi không thể đồng tình hơn được nữa đúng chưa tôi không biết thì không đúng này tôi e rằng là tôi bất đồng tình tôi không đồng tình không đúng này đừng lo lắng không đúng này sang câu số 10 chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ, từ gần nghĩa nhé Cities should implement affordable housing programs to address the problems of deplorable housing conditions the deplorable này có nhiều bạn cũng không biết nghĩa no. Nên sẽ cùng xem nhé Các cái thành phố nên áp dụng cái chương trình nhà ở mà rẻ Cái từ affordable mình biết đúng không ạ? Để giải quyết cái vấn đề đó là Cái điều kiện nhà làm sao đấy ạ? Cái điều kiện nhà nó deplorable Mà nếu như nó là, là problems thì mình không thể dùng từ perfect được, mình không thể dùng từ good được. Đúng không? Thế thì mình sẽ dùng cái từ đó là gì? Từ unacceptable nghĩa tiêu cực này, không thể chấp nhận được này. Còn reasonable nghĩa là giá cả phải chăng. Thì cũng không phải đúng không? Vậy thì không nói là để giải quyết cái vấn đề đó là điều kiện nhà ở phải chăng mà cái điều kiện là không chấp nhận được. Nào từ câu số 10 các con sẽ thấy rằng là có thể khi đi thi các con không biết nghĩa của từ này. Nhưng mình vẫn làm được rất ngon lành cái đáp án C, không phải hai điểm đút túi ạ, mà không quá khó khăn. Cho là các con đừng kêu la nữa Được ạ? Mà các con hãy tỉnh táo nhận ra rằng là Là không quá khó để mình xử lý đâu ạ Câu số 11 My sister's tenacity is truly remarkable She displays a firm attitude in all circumstances Even in the face of enormous challenges Rồi cái câu này thì bây giờ mình sẽ mình sẽ chọn đáp án gì ạ? Nào, cái gì đấy của chị gái của tôi thì thực sự là rất là đáng nể nhạ? Cái gì đấy của chị gái tôi thì rất là thực sự rất là đáng nể nhá Và chị ấy này luôn luôn là thể hiện là một cái thái độ rất là cương quyết trong tất cả những cái hoàn cảnh ngay cả khi là đối diện với lại là những cái thử thách rất là rất là lớn. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì nó là cái gì của chị gái của tôi ạ? À. Mình sẽ có từ confidence, đó là cái sự tự tin. Sự tự, tự tin. Perseverance đó là cái sự bền bỉ. Creativity là sự sáng tạo, trở liên quan rồi đúng không ạ? Compassion đó là cái sự gọi là, là lòng thương hại hoặc là lòng thương xót với người khác. Được chưa Thì cái từ này của chúng ta nó sẽ mang nghĩa là gì? cái từ này ở chúng ta sẽ là gì khi mà mình nói rằng là có một cái thái độ cương quyết trong mọi hoàn cảnh tức là chính là cái sự bền bỉ đúng không đúng không bền bỉ perseverance sẽ bằng với lại là tenacity nó nghĩa là cái sự bền bỉ hoặc là nó là cái sự quyết tâm đấy ạ determination như vậy nếu như cái từ tenacity này con không biết nghĩa nhưng mà dịch cả cái câu này ra mình vẫn có thể chọn được đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B đúng chưa rồi sang câu số 12 chúng ta sẽ cùng ghép câu nhé She applied for a full-time job She wanted to develop herself and earn a good money. Nào cô ấy đã xin một công việc toàn thời gian. Cô ấy muốn phát triển bản thân mình và kiếm một cái mức lương cao. Các bạn đây là để kiếm một mức lương cao là cái lý do tại sao mà cô ấy xin cái công việc này. Thì nó thiếu bởi vì là nó còn có là to develop herself. Để mà kiếm mức lương cao cho cái sự phát triển. Để kiếm một mức lương cao cho sự phát triển thì không đúng nhỉ? Đây là cô ấy muốn là develop herself and, and là và and earn money Đúng như vậy? Cô ấy xin một công việc toàn thời gian Vì vậy cô ấy phát triển bản thân Hay là cô ấy xin một công việc toàn thời gian Để mà phát triển bản thân Và kiếm tiền thì rõ ràng là đáp án này đáp án đi Đúng chưa? In order to cộng với verb Nó sẽ bằng với lại là so as to cộng với verb Nghĩa là để mà làm gì Và ngoài ra mình còn có in order that Hoặc là so that Cộng với một mệnh đề để, để thể hiện mang nghĩa là để nhằm cái mục đích gì? Câu số 13, the students settled into their seats. Then the teacher walked in and started the lesson. Nào, học sinh thì ổn định vào một cái chỗ ngồi. Sau đó thì giáo viên đi vào và bắt đầu bài học. Thì mình có cái sau đó này. nhận Cái sau đó này thì mình sẽ rất là dễ để mình lựa chọn một cái đáp án mà nó liên quan đến thời gian. Đáp án A, người giáo viên vừa bước vào một cái và bắt đầu bài học một cái thì là học sinh chuẩn bị chỗ đồ thì học sinh ổn định chỗ ngồi luôn thì cái này nó có vẻ như là nó sai về trật tự trật tự của cái cái tình huống này đó là phải là học sinh ổn định chỗ ngồi trước không sau đấy là giáo viên mới bước vào đúng không bởi vì là giáo viên bước vào là sau đó cơ mà thế là câu này sai nhá đáp án b đó là chỉ sau khi giáo viên bước vào bắt đầu bài học còn đu ở hiện tại đơn cái này thì sai bét rồi này tự dưng lại cho hiện tại đơn vào đây đáp án c ngay sau khi giáo viên bước vào bắt đầu bài học thì học sinh lại ổn định chỗ ngồi lại sai về trật tự rồi phải là sau khi học sinh ổn định chỗ ngồi đúng không học sinh vừa mới ổn định chỗ ngồi xong thì giáo viên bước vào và bắt đầu bài học là đúng đúng không ạ học sinh vừa mới ổn định chỗ ngồi xong thì là giáo viên bước vào bắt đầu bài học rồi và tiếp tục giúp cô sang câu số 14 nhé câu này mình gặp ngay phải một tảng đá câu này mình có một cái idioms nhỉ? một cái idioms khá là lạ một cái idioms này một cái idioms, idioms mới nha nhưng mà bắt đầu từ hôm nay trở đi thì y điểm này sẽ không còn mới nữa mà sẽ trở thành tủ của cô cho mình đúng không ạ? <laughs> Nếu mà hôm mà trước buổi chiều ngày hôm nay thì nó gọi là một cái y điểm mới còn bắt đầu từ tối nay thì nó lại trở thành tủ của chúng ta đúng không ạ đúng chưa nhá yeah. đây chúng ta sẽ có này although Martha didn't get the job she had applied She had several gì in the fire. thế này mình sẽ dùng cho cô một cái idiom có nghĩa là have several irons in the fire. và cái cụm này nó là idiom nhá. cái idiom này của cô thì nó sẽ mang nghĩa rằng là nếu một ai đấy mà có gọi là a lot of irons in the fire thì tức là họ tham gia vào rất nhiều những cái hoạt động khác nhau và có những cái kế hoạch khác nhau. tức là she has Tự như là many different plans. Có rất nhiều kế hoạch khác nhau. Mặc dù là Martha đã không kiếm được cái công việc mà cô ấy đã xin nhưng mà cô ấy còn nhiều kế hoạch khác. Đấy, ý điểm này nhá. Khó nha các bạn. À, câu này hôm nay thì à, một số học sinh có thể mất 10 vì cái câu này. Còn câu số 15 thì là câu mà chúng ta đã chứng tụ ở trong khóa của cô Phương với cái từ là giữ nhân viên. Employee gì is crucial because it has a direct impact on the productivity of an organization. Cái việc có giữ lại nhân sự ấy là vô cùng là quan trọng bởi vì nó có tác động trực tiếp đến cái hiệu hiệu quả của một cái doanh nghiệp. Em mình sẽ có là cái sự giữ lại nhân sự mình có employee retention. Đó là cái sự giữ lại nhân viên nhân sự. Nó ăn từ cái động từ retain là giữ lại. Và ví dụ như là cái đất chẳng hạn mà đất giữ nước người ta cũng dùng từ retain, giữ lại. Được chưa? giữ lại nhá và mình sẽ có là employee retention đó là cái sự giữ lại về nhân sự nhá. Yeah. rồi thì câu này mình sẽ có là dùng cho cô cái từ này nhá chứ mình không dùng là ownership ownership có nghĩa là chủ sở hữu thì không phải rồi đấy chưa rồi tiếp theo là chúng ta còn có từ maintenance đó là cái sự gọi là duy trì nhưng mà nó sẽ không đúng về cái collocation mà mình gặp ở trong cái câu này ok thế thì mình sẽ có cái từ relinquishment, yeah. cái từ relinquishment này ấy, thì nó sẽ mang nghĩa là cái hành động mà mình gọi là từ bỏ một cái gì đấy như là một cái trách nhiệm hay là một cái sở hữu ấy, đấy. tức là mình từ bỏ một cái quyền gì đấy. Còn cái này thì nó sẽ là employee retention, yeah. giữ lại nhân sự, tức là mình đừng để họ nhảy việc, nhảy công việc này sang công việc khác, mình giữ họ lại để họ làm cho mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là nếu như mà một công ty mà cứ tuyển dụng những cái người mới thường xuyên ạ mà người cũ thì cứ nhảy sang cái công việc khác rồi lại phải tuyển một cái người mới, thì mỗi một cái nhân viên mới vào thì thường là họ sẽ phải mất một cái khoảng thời gian để làm quen với công việc, đúng không ạ? Và trong cái lúc mà họ làm quen thì cái năng suất làm việc của họ nó không thể là đạt đến cái mức độ chín được hiểu chưa? Mà chính vì thế cho nên là nếu như mình giữ lại được những cái nhân viên mà đã biết làm việc và đã làm được việc thì sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Nó sẽ 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 không bị ảnh hưởng ấy cái cấu trúc ảnh hưởng cũng nhớ cho cô này have an impact on câu số 16 would you like to join me at theater tonight cái cấu trúc mà nhà hát này ấy, thì chắc chắn là mình sẽ dùng the bởi vì là at the theater luôn luôn là mình sẽ dùng là at the theater yeah, là ở cái giảm hát tức là một cái địa điểm mà hai người này ngầm hiểu rồi bạn có muốn đi cùng với tôi đến giảm hát tối nay không hoặc yeah. là đi xem phim go to the mà mình luôn luôn có dơ trong những cái tình huống như thế ạ rồi câu số 17 thì là câu hỏi về giới từ khá là dễ một câu giới từ kinh điển với cấu trúc là to be interested đi cho cô với giới từ in có nghĩa là thích thú với cái gì Sarah is interested in pop music Sarah thì rất là thích nhạc pop Câu số 18 Come and stay with us whenever you want to have a change of gì Nào hãy đến và ở cùng với chúng tôi Bất kỳ khi nào mà bạn muốn là có một cái gọi là như kiểu là đổi cảnh ấy. Kiểu như là muốn đổi gió <laughs> Nhưng mà đổi gió trong tiếng Anh thì không có Đấy chưa Và mình sẽ dùng cho cô một cái, một cái cấu trúc nữa Đó là Là đổi cảnh Mỗi khi mà mình muốn là là có một cái kiểu như là thay đổi không khí ấy. Đấy không? thì mình cho cô cái gọi là change of scenes scenes là cảnh đấy đổi cảnh có nghĩa là a different place from where one usually is nhưng như muốn đổi sang một cái cảnh khác change of scenes hoặc là scenery còn view nó lại là cái tầm nhìn site là đi tham quan cảnh tham quan còn area là khu vực câu 18 này có vẻ là cũng khiến cho nhiều bạn rất là bối rối <laughs> Đấy thì đây là một cái đề quá hay của sở Hà Nội nha các bạn Chứa rất là cô khi và cô chứa rất là nhiều đề trong năm nay Thì cô thấy là đây là một trong những đề có thể hay nhất Từ đầu năm đến giờ mà cô chứa đấy ạ Câu số 19 His contributions to the project in all the reports last year Nào cái đóng góp của anh ta Thì ở đây sẽ là được ghi nhận Đóng góp của anh ta ở đây sẽ phải là được ghi nhận Đúng không ạ? Đây là một cái danh từ chỉ vật đó là cái đóng góp của anh ta được ghi nhận và mình nhớ rằng là cái cấu trúc bị động cũng là cấu trúc xuất hiện trong đề thi của chúng ta. Cho nên là bị động thì mình sẽ dùng be cộng với phần từ 2 và cái này có thêm last year là quá khứ như thế này thì mình sẽ dùng từ cô là were recognized. Cái này là chủ động này, cái này chủ động này. Cái này là bị động của hiện tại đơn thì cái này mình dùng bị động quá khứ đơn giúp cô ạ. Bị động quá khứ đơn nhá. Đóng góp của anh ta cho dự án đã được ghi nhận trong tất cả những cái báo cáo của năm ngoái. Câu số 20 When my parents came back home I, my English project Khi bố mẹ tôi về nhà Thì tôi đang làm gì? Tôi đang làm cái dự án tiếng Anh Câu này quá quen thuộc rồi Đúng chưa? Một hành động đang xảy ra hành động khác Xem vào Câu số 21 Carbon emissions from factories do harm to the environment Nào để ý cho cô là cấu trúc là do harm to này mình học nhiều lần rồi Do harm to hoặc là do good to Và nhớ rằng là cả hai cái này đều là danh từ ạ và danh từ thì chỗ này mình sẽ dùng tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ này. Considerably là trạng từ ạ. Considerable là tính ạ. Consideration là danh. Và consider là động từ. Thế vị trí này mình dùng considerable. Considerable harm tức là nó gây hại đáng kể ạ. Cái khí thải carbon từ các nhà máy là gây hại đáng kể đối với lại là môi trường. Câu số 22, our manager postponed. Postponed thì phải vớt ạ. Trì hoãn cái việc gì? postpone thì vô in dung cô nghĩa là trì hoãn cái việc gì uh, on his business trip because of a sudden storm đó là quản lý của chúng tôi thì đã trì hoãn cái việc mà đi công tác bởi vì là có một cái cơn bão rất là ạ à, một cơn bão khẩn cấp đúng không ạ thế mình sẽ có postpone đi với verb in thì câu này mình sẽ dùng cho cô là going postpone going going on his business trip rồi câu số 23 we consistently come together and collaborate whenever serious problems. gì Đây mình có whenever là cái liên từ chỉ thời gian đúng chưa ạ? Bất kỳ khi nào này. Thì mình có cái chủ ngữ là serious problems. Thì cái problems mình sẽ dùng với động từ gì? Nó sẽ là cái collocation đi với lại là problems. Chúng tôi thường xuyên gọi là ngồi lại với nhau và hợp tác với nhau bất kỳ khi nào mà có những cái vấn đề nghiêm trọng nảy sinh. Cái từ này mình sẽ dùng cho cô từ arise là nảy sinh Hoặc là dùng từ emerge Được chưa? Hoặc là dùng từ come up Đấy, những từ nảy sinh đấy Encounter là kiểu như là đối mặt với cái gì Arise là nâng lên và approach là tiếp cận Arise, emerge, come up Được Câu số 24 His latest movie is far entertaining than his previous one Bây giờ có than nhé thì phải có bao sánh hơn chưa ạ Mà lại còn có far Far hoặc là much thì nó cộng thêm với lại là so sánh hơn thì nó sẽ mang nghĩa là hơn nhiều và có than như thế này chắc chắn là chỗ này nó sẽ phải là more more than các bạn thấy câu so sánh hơn rõ ràng chưa ạ và hơn nữa much more có nghĩa là hơn nhiều nhiều hơn nhiều cái bộ phim mới nhất của anh ta thì mang nghĩa giải trí hơn nhiều so với lại là cái bộ phim trước đây anh ta rất rất là thích cái bộ phim mới à tôi hoàn rất là thích cái bộ phim mới của anh ta câu số 25 and will be very unhappy if you her housewarming invitation nào an sẽ rất là không vui nếu như bạn cái gì đấy cái lời gì đấy lời mời mà gọi là đến gọi là, là tiệc tân gia đấy Để gọi là housewarming tức là làm ấm nhà đấy tức là tiệc tân gia hay các bạn mình sẽ có là make up Makeup này có nghĩa là trang điểm bịa chuyện chiếm bao nhiêu và làm bù cái gì check in nó nghĩa là hiểu ạ chân đao có nghĩa là từ chối đúng không từ chối lời mời mình sẽ dùng cho cô từ này chân ta bằng reject look after nghĩa là chăm sóc ạ take care of câu số 26 the boy to you last night is my younger brother bây giờ có chủ ngữ rồi có động từ is ở đây rồi nhá cái chỗ này đó là bệnh đề quan hệ hoặc giảm mệnh đề quan hệ và ở đáp án này thì khả năng là giảm bệnh đề rồi đúng không? Chúng ta nhìn thấy in, chúng ta nhìn thấy id là giảm mệnh đề rồi, tu vớt nữa, đúng chưa? Ở vị trí này mình không dùng tu vớt để giảm mệnh đề. Và cái cậu bé mà người mà nói chuyện với bạn ngày hôm qua ấy thì nó là, là câu chủ động đúng không ạ? Who talked to you last night thì mình sẽ dùng vô binh để giảm. Câu này là câu khá là dễ, dễ bất ngờ, đúng không ạ? So với những câu từ đầu đến giờ. À, câu số 27, chúng ta có tương lai hoàn thành. Trời ơi, tương lai hoàn thành Câu này thì cộng với lại là By the time Hoặc là by, hoặc là before Cộng với hiện tại đơn Thì là chuẩn công thức mà cô mấy Phương dạy được rồi Dạy luôn rồi, đúng chưa Cho nên là câu này tự tin chọn đáp án C nhá. Đấy, Chuẩn công trúc, cấu trúc tiếng Anh Gọi là học tủ này, đúng chưa Cái người trợ lý sẽ đã hoàn thành cái này Trước khi ông sếp đến Câu hỏi đuôi, câu số 28 Thì mình sẽ có này, ceramic shop Đuôi sẽ là it cái này là khẳng định thì cái này phải là phủ định Phủ định của hiện tại đơn Thì mình sẽ mượn trợ động từ Của hiện tại đơn đi với ngôi it Thì sẽ là doesn't Doesn't it Đúng chưa Nhé yeah. Đúng chưa Được chưa Nhá, yeah. Cái này khẳng định, cái này là phủ định Và phủ định của cái này thì nó phải là doesn't it Đúng chưa Phủ định hiện tại đơn mượn trợ động từ đi với ngôi it là doesn't Chẳng nhẽ lại dùng don't Isn't Đấy ạ. cái này động từ thường thì phải mượn trợ động từ cái bài đọc hiểu này là cái bài đọc hiểu mà có ở trong khóa ngân hàng đề nên cô đã bảo với các bạn rồi các bạn chỉ cần học trong khóa của cô thôi là tự tin đi thi ạ. mình không muốn phải tham khảo thêm bất kỳ một cái thế giới nào khác <laughs> nhưng mà các bạn không tin cơ ạ? chưa rồi tất nhiên là đúng là khi mà chúng tủ nhiều thì chúng ta sẽ phải làm nhiều đúng không ạ nhưng mà điều này đã khẳng định rằng là một cái nguồn mà cô có là một cái nguồn rất là tốt rồi. Thì các bạn cần gì thì các bạn phải đi tìm kiếm ở đâu nữa. Rất là mất thời gian. ạ. Một cái nguồn đề sát như thế, dễ trúng tủ nhiều như thế. Thì mình tham khảo giúp cô. Đấy ạ. Có ra rất là nhiều bạn nói rằng là không nhưng con vẫn phải đi học thêm ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, chỗ D. Nghĩa? Rất nhiều chỗ học thêm mà cô mới nói rằng là con học chỗ nào cũng được hết á. Nhưng miễn là con cứ kề cái khóa của cô thì là đi thi ở được điểm cao đã xong rồi con học thêm những chỗ khác nữa cho nó càng giỏi càng tự tin đúng không đâu có sao ngày trước khi mà cô thi đại học ấy thì cô cũng học thêm nhiều chỗ các bạn từ cái thời của cô là đã học thêm nhiều chỗ rồi chứ chẳng phải đến bây giờ đã học thêm nhiều chỗ ngay cả như cô chẳng hạn là cô cũng đi học thêm toán hai chỗ tiếng anh thì cô học chuyên cho nên là cô học một ngày cũng là năm bảy tiếng luôn nhá yeah. cái bài đọc hiểu số 2 này của chúng ta là một cái bài đọc hiểu khá là khó và cái bài đọc hiểu này thì cô thấy khá là quen khi mà cô mới đọc qua Nhưng mà nó lại không có ở trong cái đề nào cả Bởi vì là đây là một cái bài đọc hiểu mà được lấy ra làm trong dạng sách IELTS các bạn Và cô làm IELTS cho nên là cô đã đọc qua cái bài này một lần rồi Hoặc là đọc đâu đó rồi cho nên cô cảm thấy quen ạ? nhưng mà đây là một cái bài khá là mới Cho nên là rất là dễ tham khảo Và với cái bài này các bạn có khóa của cô Mai Phương là khóa VIP 90 Plus Hoặc là khóa Pro Bummer, Pro Bummer Plus Các bạn sẽ vào xem đáp án chi tiết giúp cô ạ còn bây giờ cô ấy chữa nốt một số câu của cái đề này Ví dụ như là câu số 41 thì mình sẽ có đáp án gì ạ? Smooth Cái này nó là âm um, Smooth Nó là Nó là th, Smooth Cái này mình hay có cái từ là smoothie đúng không ạ? Uh. Southern cũng là the Và gather nó cũng là th. Còn everything nó là everything Câu số 42 mình có happy Happy stand Habit Và fame thì nó là A Cái câu này mình khoanh Các bạn đi giúp cô ạ Được chưa? Đấy là hai câu hỏi mình Phát âm của chúng ta nhá Bài đọc điền này cũng rất hay yeah. Thì mình cũng vào khóa mình xem giúp cô Còn bây giờ cô ấy chữa chúng ta ba cái câu hỏi cuối cùng của chúng ta nhé ủa mà cái này rồi ok rồi chưa chuẩn chưa các bạn nhá yeah. rồi ok rồi bây giờ mình sẽ cùng đến với ba câu hỏi cuối cùng nhé câu 48 câu 48 chúng ta có này rose ask mike yeah, Rose mới hỏi Mike How long have you been working in your company? Rose mới hỏi Mike Rose muốn biết này Rose hỏi mai này, Rose hỏi mai, Rose muốn biết này ạ, dạ. bao lâu này, bao lâu nhá ạ, dạ. bao lâu là Mike đã làm việc công ty của anh ta Và mình không được đảo trợ động từ lên chức chủ ngữ nữa Cho nên là câu này loại luôn Đấy Câu này cũng loại luôn Câu này là, là Mike hoặc là anh ta này Đã làm việc với cái này là hiện tại Ở đâu? Cái này là hiện tại hoàn thành tiếp diễn Đấy dạ. thì chúng ta phải lùi một thì Cho nên là Cho nên là cái câu này mình sẽ Không thể chọn đáp án này được nữa câu này mình chọn đáp án C cho cô Được chưa? Thế câu này mình chọn đáp án C giúp cô được chưa? Quá khứ của hành tiếp diễn và có là Your phải chuyển thành his à, Rose mới hỏi Mike là anh ta đã làm việc ở công ty của anh ta được bao lâu Những câu như này không phải hai điểm Tút túi rất là dễ dàng Nên là các bạn nếu mà chúng ta còn sợ liệt tiếng Anh ấy Có những bạn là sợ liệt tiếng Anh nữa cơ Thì chúng ta có thể thấy là rất dễ kiếm không phải hai điểm Như này Đấy, và khóa VIP 90 học giúp cô là từ sợ chống liệt mà lên 8 điểm Rộng từ ngay Câu 49 cô trên là bắt đầu làm việc như là Y tá là 10 năm trước đây Nhạ. Câu này là y hệt như là câu hỏi trong uh, Cái đề thi tối nay cô chữa Trong khóa 90 một cái đề thi phát triển Đề minh họa, đề đầu tiên Và bắt đầu 10 năm trước đây thì Tức là từ bấy đến bây giờ Là, thì mình sẽ dùng cho cô cái gọi là Hiện tại hoàn thành Hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn ấy. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn này và cộng với lại là for 10 years cho cô bởi vì là bắt đầu cách đây 10 năm tức là từ bấy đến giờ là đã làm một cái gì đấy được 10 năm đấy nên là chắc chắn là cô này chọn đáp án đi luôn là đúng luôn đấy các bạn chứ, <laughs> chứ không phải là cô Jane đang làm việc như là y tá được 10 năm mà không phải là cô Jane lần cuối là vì như y tá được 10 năm cũng không phải là cô Jane cô Jane làm nghề y tá được 10 năm mà lại dùng hiện tại đơn như này cũng nhận là giỏi tiếng Anh này nhận nếu mà 10 năm như thế này mà chỉ từ quá khứ đến hiện tại ấy, Là phải dùng hiện tại hoàn thành Bởi vì là cái thì hiện tại hoàn thành Hoặc là hiện tại tiếp diễn ấy, Là cái thì mà nó bắt đầu từ quá khứ kéo dài đến hiện tại Chứ mà nếu mà dùng quá khứ tiếp diễn Với lại là hiện tại đơn thì giỏi tiếng Anh rồi Đấy ạ là, là giỏi tiếng Anh theo cái kiểu là, là Một điểm ấy Từ dưới đổ lên ấy đúng không ạ Câu số 50 It isn't necessary for Paul To deliver a speech at the meeting this afternoon Đó là Paul không cần thiết là phải phát biểu ở cái buổi học ngày hôm nay mà không cần thiết tức là không cần đúng không anh ta không cần chứ không phải là anh ta không được phép không phải là anh ta không thể và không phải là anh ta có thể sẽ không làm gì mà là anh ta không cần it isn't necessary tức là he needn't ok chứ các bạn đấy nhá tức là hôm nay cô đã gì đấy ạ thi một cô Phương là rất nhanh rất nhanh và rất rất nhanh ạ một cô phư đã có được cái đề sở hà nội ngày hôm nay và cô đã chữa được các bạn đấy, hơn 60% cái đề thi này còn cái phần còn lại thì chúng ta sẽ vào trong khóa VIP 90 plus để mình sẽ đáp án chi tiết giúp cô ạ. Ok, nên chúng ta đã học rất là tốt rồi nhé. Để những bạn nào thử sức với đề thi này và điểm chưa được cao thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong cái giai đoạn cuối để mình có thể là đạt được điểm số như ý trong bài thi ạ. Và cô và team của cô Phương vẫn ở đây để mong là sẽ được đồng hành cùng với các con để mình chinh phục cái điểm số thật là cao trong cái bài thi rất trung trọng của trong năm nay nhé. Cô Bí Phương cảm ơn các con và hẹn gặp lại hẹn gặp lại các con trong cái học live tiếp theo ạ. Good night.